Vậy thì video ngày hôm nay anh em mình sẽ xem thử cái hạt này nó cùi ở chỗ nào nhé anh em. Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay lại với channel của mình. Một kingdom đánh KVK Shader mà win tới 3-4 KVK liên tiếp, 3-4 mùa KVK liên tiếp thì phải nói là cực kỳ uy tín rồi đúng không anh em? Video ngày hôm nay mình sẽ review cho anh em xem về một cái acc cùi ở trong kingdom đã có cái chuỗi KVK thắng là win đến 4 mùa KVK liên tiếp, và cùng xem cái kingdom này có gì đặc biệt không mà lại win tới 4 mùa KVK cực kỳ uy tín như vậy. Và nhân tiện thì kingdom cũng đang tuyển người về đánh KVK, anh em nào máu chiến thì về đánh cheat D cực kỳ nhẹ nhàng nhé anh em. Nhưng mà cheat D thì nó cũng tùy mùa, có mùa thì gặp địch căng, có mùa thì gặp địch không căng, nhưng mà có gặp địch nó mạnh cỡ nào đi nữa thì dù sao nó vẫn là cheat D, thế nên là đa phần vẫn là người chơi không nạp tiền hoặc là nạp ít. Thế nên là anh em có đánh on field có cỡ nào đi nữa thì nếu mà có lỗ thì cũng không quá lỗ nhiều. Mà theo như mình đã đánh rất là nhiều mùa và mình toàn là chơi cheat D, nên mình có chia sẻ với anh em là dù có lỗ cỡ nào đi nữa thì ít nhất thì anh em vẫn có giao dịch là 1-1, có nghĩa là anh em gây thương nặng cho địch 1 và anh em cũng nhận lại được kill cho mình là 1, có nghĩa là hòa đấy anh em. Tệ nhất là hòa, còn không thì đa phần đều là lời nhá anh em. Đó là cái lý do mà rất là nhiều người chơi tìm về cheat D để chơi. Kingdom này cũng tương tự như vậy. Bây giờ anh em mình sẽ xem sơ về kingdom này nhé. Trước mắt thì là Kingdom 2659 rất là phù hợp, bởi vì ở đây mình thấy là Kingdom Việt Nam rất là phù hợp cho những anh em Việt Nam mà đang tìm kiếm Kingdom Seed D, Seed thấp để về chơi KVK nhẹ nhàng, và anh em không phải nạp tiền quá nhiều, chi tiêu quá nhiều vào trong game. Tất nhiên là nạp thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều, nhưng mà không nạp thì cũng không sao, anh em đánh nhau anh em vẫn có thể kiếm kill được. Thay vì đánh ở những cái cheat cao thì anh em sẽ phải mất thời gian nhiều hơn, chi tiêu nhiều hơn và tốn nhiều rét hơn để kiếm kill, thì đánh cheat D nó sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Ở đây anh em thấy được là đánh cheat D mà win 2, 3, 4, 5, 6. À hồi nãy mình nhầm với cái chuỗi này, là chuỗi 2, 3, 4, 5 là 5 mùa KVK liên tiếp nha anh em. Cực kỳ khủng khiếp. Và trong 5 mùa thắng liên tiếp thì anh em thấy được ở đây có tới 2 ngôi sao. Như vậy là đã thấy uy tín rồi đúng không anh em? Và nếu như anh em di cư về thì anh em cũng có thể liên hệ với cái người ghi trên thông tin chi tiết ở trên này nha. Thắng NX nha, hoặc là Ela. Rồi. Chính vì nó là Seed D thế nên là quà liên minh nó sẽ không cao nha anh em. Quà liên minh cấp 21, chơi ở Kingdom, những Kingdom Seed D thì nó sẽ đúng như cái kiểu là có làm thì mới có ăn, mà không có làm thì không có ăn luôn. Có nghĩa là anh em sẽ phải tự tự nạp, hoặc là anh em tự kéo man, tự farm game các thứ để có thể có tăng tốc, có game để chơi event. Nhưng bù lại thì anh em đánh kiếm kill nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Và thêm một cái nữa thì Seed D thì anh em biết rồi, những cái sự kiện thống đốc thì anh em sẽ lấy, nó sẽ dễ hơn là những kingdom ở Seed cao hơn nha. Đây, đây là dàn R4, là anh em thấy được là dàn có khung súng khá là uy tín rồi. Nói chung về kingdom Seed D thì chủ ạc cũng đã chia sẻ rồi, anh em có thể liên hệ thẳng với chủ ạc để về luôn là cái ạc mình đang review nhé. Thường là Seed D thì anh em có thể chia với nhau được, cứ chịu đánh là có thể có cơ hội để ăn sự kiện thống đốc. Nó sẽ dễ dàng hơn những cái Kingdom Seed cao rất là nhiều. Ồ, ở đây là mình thấy có khá nhiều anh em mới chơi ấy chứ, bởi vì cái mức bao nè, mức bao 40 mấy m rất là nhiều nha anh em. Mức bao 40 mấy m rất là nhiều, có thể nói là anh em bao thấp cũng khá nhiều. Thế mà lại đánh win KVK chuỗi như vậy là chứng tỏ cực kỳ máu chiến nha anh em. Rồi còn video ngày hôm nay thì anh em mình sẽ cùng xem chi tiết về cái tài khoản mà chủ ạc nói là các em khá cùi. Trước mắt thì anh em thấy được là cái VIP hiện tại chắc chắn là anh em đã xem rồi, VIP 18. VIP 18 với số ngày đăng nhập liên tục là 1221 ngày. Và thực tế như cá nhân mình cảm nhận, đây mình không áp đặt cho ai hết nhé, cá nhân mình cảm nhận thì nếu như mà không nạp, không có nhiều rương vàng để hit thì không bao giờ lên được VIP 18. Có thể là cái thời gian lên VIP 18 nó sẽ lâu hơn, nhưng đối với mình là 1700 ngày rồi và mình vẫn chỉ VIP 16 thôi nha anh em. Đó. Thế nên là cái VIP 18 này mà bảo mà không nạp thì nó rất là vô lý anh em ạ. Theo cá nhân mình là như thế. Tuy nhiên là vẫn có số ít người chơi không nạp, hoặc là chỉ nạp mua gói game tháng thôi, và cái lượng hit rương cũng không nhiều nhưng người ta vẫn lên được VIP 18. Thì anh em phải siêng kiểu kiểu man farm game cái thứ thì mới có thể lên được VIP 18 nha. Nhưng mà thực sự nó quá khó anh em ạ. Nó quá khó đi. Rồi, anh em mình sẽ xem tiếp. Ở đây là đang sử dụng nền văn minh Pháp. Chắc chắn rồi, cái nền văn minh này thì rất là nhiều người chơi, đặc biệt là anh em máu đánh nhau thì nên sử dụng nền văn minh này. 1200 ngày với cái mức sức mạnh là 75 triệu, nhưng mà điểm tiêu diệt thì 3 tỷ.
cái mức điểm Q-bon này thì không cao cũng không thấp, nhưng mà nó sẽ tùy thuộc vào tình huống anh em chơi ở trong cái kingdom đó nữa. QT5 là được 89 triệu QT5, như vậy là cũng khá là ổn áp rồi. Mình hồi trước mình chơi ship D và cũng tầm khoảng 1200 ngày thì cái mức Q-bon mình cũng nằm ở tầm 2B mấy đến 3B. Tầm 2B đến 3B khoảng khoảng đó, mình không nhớ chính xác lắm. Ôi, chỗ ạc ở đây có cái mức sức mạnh tối đa lên tới 106 triệu, cực kỳ kinh khủng. Và cái số lính chết đã lên tới 20 triệu rồi, chết rất là nhiều nha anh em. Thu thập tài nguyên 15 tỷ và hỗ trợ tài nguyên 25 tỷ. Gọi là hồ sơ xin việc rất là đẹp đấy anh em ạ. Rồi anh em mình sẽ xem thử có cái nhà huyền thoại nào không nha. Cái nhà này anh em đổi trong shop KVK, nhà KVK 1 thì khai kỹ năng. Ồ, cái nhà này cũng đổi trong shop KVK luôn. Như vậy là bây giờ anh em chơi bộ kỵ hoặc cung thì anh em đều có nhà huyền thoại sở hữu được bằng cách là đổi trong shop KVK. Thế nên là không việc gì phải đua thiên đỉnh hết nhá anh em. Ở đây như vậy nè, không có cái nhà đua thiên đỉnh nào. Mình thì không khoái đua thiên đỉnh lắm. Tất nhiên là có đua thiên đỉnh thì tốt, nhưng mà nếu mà đã không nạp thì để cái tăng tốc đó để mà đánh nhau thì nó vẫn sướng hơn. Thay vì anh em phải bỏ quá nhiều thời gian vào cho cái việc kéo man, farm game các thứ, sau đó anh em dành đua thiên đỉnh, nó chả có ý nghĩa gì hết. Để tăng tốc mà đánh nhau cho nó sướng cái này mà. Hình như mới lên VIP 18 nên... lên lâu rồi chứ, tiệm VIP dư quá trời đây mà. Tài nguyên. Đánh gần hết mùa KVK rồi, nhưng mà hình như là đánh thần quyền phân tranh đúng không? Đúng rồi, map sông Ninh nè. Thế nên là chắc có lẽ là đánh không được nhiều hay sao ấy. Lát nữa mình đi xem chủ ác đánh có ác không, mà giờ này red vẫn còn nhiều. 1B3, 2B5, 3B2 đá, 1B6 vàng. Red nhiều khiếp thật. Trời ơi, red kho nè. Tăng tốc. Đánh ship D thì mình thấy đa phần là nếu mà anh em chơi ở ship D lâu rồi, thường là tăng tốc anh em sẽ không nhiều. Và cái lượng tăng tốc nó chỉ đủ cho anh em đánh một mùa thôi. Sang mùa sau là có nghĩa là anh em phải tích lại, phải kéo man đồ các thứ thì anh em mới có tăng tốc để đánh tiếp. Đa phần là những cái tài khoản mà chơi ship D thì thường là như vậy. Nếu như anh em ở ship D luôn, còn nếu như mà mới di cư về hoặc là di cư về 1-2 mùa thì nó lại khác nhé. Hàng này thì di cư về rồi, thế nên là anh em thấy được là cái tăng tốc nó vẫn còn nhiều nè. Chừng này tăng tốc là quẩy hơi bị mượt. Trời ơi, tăng tốc 24 giờ đánh ship D thôi bết nhè. Đây, quả hạt này ghi hơi bị nhiều anh em ạ. 1, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 35, 36, 37, 38. Gần 40 món trang bị kèm, 39 món. Kinh thật, 1200 ngày. Chứng tỏ là đầu tư, nói chung là chủ ạ, có cái định hướng rất là chính xác đúng không anh em. Có hai cái mà mình thấy khá là quan trọng, đó là VIP và gear. Mà trong cái đó gear là quan trọng nhất, rồi tới VIP. Còn tướng thì đôi khi là cũng không cần phải map mà cũng có thể. Mình đã thấy rất là nhiều người chơi sử dụng tướng 5551 để đánh on field, và cái mức kill của họ cũng rất là cao, 5B trở lên không à. Nhưng mà gear thì họ đầu tư rất là nhiều. Thì ở đây cái hack này cũng tương tự như vậy nha anh em. Chủ hack đầu tư rất là nhiều vào cho gear. 39 gần 40 món trang bị cam. Ở đây anh em thấy 4 cái sừng mà không nổ tài năng đặc biệt. Thế nên là khi mà anh em rèn trang bị ấy, đừng có tinh luyện làm gì cả. Anh em cứ rèn một cái sừng không được thì anh em rèn hai cái sừng, hai cái không được thì ba cái sừng. Thì anh em có thể dùng cho được ba đạo, tương tự cho những cái món khác cũng vậy. Chứ nếu như anh em tinh luyện, bởi vì anh em đã ít nạp rồi, chỉ khi anh em tinh luyện thì anh em chỉ có được một bộ để đánh on field thôi. Mà đánh nhau bây giờ anh em biết rồi, đặc biệt là những anh em chơi lâu thì chắc là anh em hiểu rõ cái này. Đánh nhau mà đánh một hai đạo thì biết khi nào mới kiếm kill, và nó mất rất là nhiều thời gian của anh em. Thế nên là phải đánh 3-4 đạo trở lên, và hầu hết những người chơi mà tầm khoảng 1k ngày người ta đều đánh 3-4 đạo hết. Thế nên là cái việc mà tinh luyện thì nó sẽ không khả thi lắm. Thế nên là rèn như vậy nó vẫn ok hơn nè. Ở đây mình thấy có một cái giày là có tài năng đặc biệt. Cái giày này thì anh em đổi mạnh trong shop KVK được. Thế có khả năng là sẽ tinh luyện cái giày này. Cái quần cũng vậy nè. Mình xem có bao nhiêu món có tài năng đặc biệt nha. 1, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 8, 4, cứ cho là 40 món, 8 món, 8 món có tài năng đặc biệt. Như vậy là tinh luyện rồi, không thể nào mà hên được như vậy đúng không anh em? Như vậy là có tinh luyện trong đây đấy, mình nghĩ như vậy đấy. Nếu mà tính như vậy thì khoảng 40, một con tướng thì khoảng 8 món trang bị cam.
Như vậy là 40, 40 chia 8 được 5, vậy là đánh 5 đạo full cam, có khả năng được đánh được 5 đạo full cam. Khỏe quá nha. 406 tượng cam. Nguyên liệu, nguyên liệu quá trời à. Rồi, anh em mình sẽ xem tướng rồi nha, 1200 ngày. Quang Vũ, ôi. Phun set cao nè. Vũ trang nè. Vũ trang khỏe phết. Máu bộ 8 chấm, mọi thiệt hại 1.7 là. Rồi, Minh Văn 3.5 máu. Các thương kỹ năng. Ủa, à, khỏe này mà bảo bác cùi. Không biết nó cùi chỗ nào. Quên mở tài năng cho anh em xem luôn nhé. Hai đạo full cam. Dài cái lượng bắn khét thật, trời ơi, vũ trang đẹp quá trời luôn. 9.1, 2.3, 8.2. Vũ trang quá đẹp luôn. À, ta lên gia các lượng nè. Netkey, ba đạo full cam. Trời ơi, tầm này đánh xích đê làm sao mà lỗ được anh em. Nhắm mắt đánh cũng không thể nào lỗ được. Ác mạnh quá mà. Ghi tướng cỡ này. Vũ trang cũng khỏe nữa. 7.6, 7.4, 4.8. Trong cái đó một mớ minh văn, toàn minh văn ngon. Thượng máu không. Bốn đạo full cam. Đây anh em. Ghê thiệt chứ. Vũ trang mọi thiệt hại 1.4 nè. Trời ơi, quá trời khỏe luôn. Ta lên Nessie. Hồi nãy mình quên hình như chưa mở ta lên Nessie cho anh em xem nha. Đây. Rồi một đạo thứ năm là hạng vũ. Ôi ạc này, ạc này là cùi đấy anh em à. Còn nếu mà ạc xịn thì không biết nó sẽ như thế nào. Nhưng mà hiện tại cái ạc mình đang review là cùi cho anh em xem ấy. Cứng cửa máu 3.5. Ồ à, kinh thật. Rồi như vậy là 5 đạo đánh on field, 5 đạo full cam, 5 đạo full gear cam. Ở đây thấy có con Zenobia nữa nè, Hera nữa nè. Zenobia, Hera. Wow, mát cả Mina. Tính ra là ạc full meta rồi. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 con tướng cam mát. À, đạo thứ nhất là Vũ Alex nè. Đạo thứ hai là hạng Vũ William nè. Đạo thứ ba là Ned với Doan nè. Đạo thứ tư là SC Mehmet. Và đạo thứ năm là Gia Cát Lượng với lại Di. Nếu như mà ạc này lên một đạo nữa thì anh em nghĩ là nên lên đạo nào? Ạc này 5 đạo như vậy là mình nghĩ là khá là khỏe rồi và cũng cực kỳ chuẩn meta rồi. Còn nếu như mà muốn đánh thêm một đạo nữa thì mình nghĩ là mình sẽ ghép Vũ SC là thành một đạo bộ binh. Còn đâu thì mình sẽ lên một con kỵ mới, đó là con kỵ vòng quay. À, hoắc khứ bệnh thì mình sẽ đánh hoắc khứ bệnh với lại William và mình sẽ tách hạng vũ với lại Mehmet ra là một đạo nữa. Vậy là sẽ đánh một đạo kỵ, hai đạo kỵ, đánh tới ba đạo kỵ, đánh ba kỵ, một bộ và một cung. Đó là theo quan điểm của mình. Còn không biết là anh em có thể chia sẻ thêm bây giờ chủ ạc sẽ lên một đạo thì sẽ lên một đạo nào không, một đạo nào thì sẽ là tối ưu nhất. Thì mình nghĩ là bây giờ chỉ có kỵ thôi, hoặc cũng có thể là chờ cung mới hoặc là bộ mới xem nó như thế nào, đúng không anh em? Nhưng mà nhìn chung là này đánh 5 đạo như thế này là cực kỳ khỏe rồi. 5 đạo full cam đánh xích đê. Làm sao mà lỗ được anh em? Mình không thể nào nghĩ là sẽ lỗ được. Mình cũng hay đánh xích đê và cái ạc chính của mình ở 1162 thì toàn là đánh xích đê. Mà ạc mình thì anh em thấy rồi, tướng tái đấy cũng không phải là tướng meta. Và gear thì cũng không phải là full cam mà là đánh có những đạo đánh full gear tím. Thế nhưng mà tỷ lệ đánh giao dịch của mình là khi nào cũng được 1 đến 1.5. Đó, 1.1, 1.5 là mình đánh lăng xả chứ không phải là đánh cái kiểu mà lời mới đánh mà lỗ không đánh đâu nha anh em. Thế nên là cái ạc này mà đánh xích đê là đúng là chùm rồi. Rồi để xem cuối cùng thì để xem thử là chủ ạc đánh mùa này có căng không nha. Wow, đánh map sông Ninh mà chết gì dữ vậy. 2.3 triệu lính chết nè. Sông Ninh mà chết ác thật chứ. Ồ, chứng tỏ là đánh sông Ninh mà cũng gặp được kèo căng đánh đấy. 15MQ rồi nè. 15M được 30M không? Chết chừng đấy là chắc phải được 30M rồi chứ. Ờ, 30M kill. Kinh thật. Đánh xong Ninh mà được 30M là hết đấy.
chiến lược theo mùa nè. Ok, như vậy là trong video ngày hôm nay thì mình cũng đã review cho anh em xem về một quả acc, có thể nói là acc cùi. Chỉ có VIP 18 thôi, tướng thì map tầm khoảng 20 con tướng cam, toàn tướng meta thôi. Với lại là gear thì có thể đánh 5 đạo full cam, đánh CD. Thì theo anh em nghĩ tầng này với VIP, với gear, với tướng như vậy đánh đồ phiêu CD có lỗ được không anh em? Cá nhân mình là không lỗ được. Và thêm một cái nữa, 5 đạo như thế rồi thì anh em nghĩ là có nên thêm kỵ mới để có thể đánh thêm một đạo kỵ nữa hay không? Thì anh em cũng có thể chia sẻ cho chủ ạc ở dưới bình luận ở dưới video nha. Nhân tiện thì kênh Dom cũng đang tuyển anh em máu chiến với đánh KVK và không yêu cầu là anh em phải nạp nhiều. Và cũng có thể là anh em không nạp cũng được, chịu đánh là được, bởi vì CD mà anh em. Mà anh em cũng có thể thấy rồi, một kênh Dom nếu như là một kênh Dom yếu thì không thể nào mà win chuỗi KVK như thế này được đúng không anh em? Đánh CD thì chỉ cần anh em chịu chết, chịu đét và chịu đấm nhau là sẽ có cơ hội, có khả năng thắng rất là cao. Riêng về đánh CD thì mình đánh CD khá nhiều nên mình biết. Và những kênh Dom Việt mà đánh CD thì thường là họ sẽ rất là máu chiến. Phải công nhận như vậy anh em ạ. Thường là đánh CD thì sẽ kiểu như là nghĩ là địch cũng không nạp, mình cũng không nạp, thế nên thằng nào lì hơn là thằng đấy ăn, đó kiểu thế. Ok, nếu như anh em có nhu cầu thì cũng có thể liên hệ với R4 hoặc cũng có thể liên hệ với chủ ạc để về kênh Dom chơi KVK nhé. Kênh Dom thì còn khoảng 8 ngày nữa là hết KVK rồi thì anh em có thể di cư được. Tầm đấy anh em có thể liên hệ với chủ ạc để theo dõi được tiện hơn. Ok, video đến đây là hết rồi. Cảm ơn em đã xem video và hẹn gặp anh em những video lần sau nha. Bye bye, xin chào anh em.